Bom dia, bom dia. Chama outro Moné, vai ter a comida, vai cozinhar. Sim. Chama Moné, vai ter a comida. Sim. Ok, não, Chacaban. Ok, não, Chacaban. Tudo bom, vou falar Chacaban. Chào mừng các bạn quay trở lại channel Đông Vân Vlog cuộc sống tại châu Phi. Thì hôm nay anh em mình lại tiếp tục quay trở lại với bản Nimbon Tuệ các bạn. Thì vẫn hôm nay vẫn đang trong quá trình khai hoang mà nông trại giúp bản Nimbon Tuệ các bạn. Thì hôm nay mình Mateo bây giờ mới vì công việc của buổi sáng ấy, giờ mới vào được đến đây. Ấy xa khuế kìa. Để mua đồ ăn vào hỗ trợ tất cả người dân đang trong quá trình khai hoang mà nông trại các bạn. Hôm nay là thay đổi món ăn, hôm nay là cá với cà chua. Tiếp đó sẽ tôm hà tì. Ý trời. Các bác ấy, cho cá với bột ngô xuống để nấu ăn các bạn. Thì, số cá với số bột ngô đây là tem 2D công ty nội thất Nem thành phố Hồ Chí Minh, nhờ anh em mình mua gửi giúp đến người dân đấy các bạn. Để các bác ấy đưa xuống. Hôm qua là buổi đầu người dân đang khai hoang thì anh em mình sắp xếp các bác đàn ông hôm nay là làm một cái nhà chú mưa chú nắng. Ấy ra ngủ bên muni tủ á. Muni tủ muni tủ. Sim, outro vai cortar capim, depois meta lá em cima. Não é? Outro corta bao. Aí. Đến đâu đấy là mùa này nó chuẩn bị mưa rồi, cũng như nắng lắm các bạn, nắng lắm thì mọi người đang hôm qua nào về là sắp xếp mọi người là hôm nay là muốn từ ban đi đây chầu bà, đây ta bên vậy, ấy ra ngủ bên buôn đi tủ vậy, muốn từ buôn đi tủ ấy ra ngủ, đây ta về, Mateo vay phần này thì để đi từ đá bà, đây hôm qua về anh em mình nói các bác đấy, các bác đàn ông người to khỏe đi chặt cây, chặt củi để làm cái nhà chú mưa chú nắng, cũng như để mọi người đi. Chiều trưa có thể ngồi vào trong này ăn trưa các bạn. Hôm nhung qua cứ ngồi hết ở ngoài đi, nắng lắm, kiểu nó có gió nhưng mà nó oi. Chăm ao ô tô môn em vay cô đi nhá, ao tạt đi. Ấy, bà con thì sau một buổi hôm qua là cũng khai hoang được tương đối nhiều rồi các bạn. Hôm nay mọi người đã khai hoang lên trên này rồi. Hôm nay vẫn cứ trong quá trình khai hoang, cũng như cỏ đó mọi người đã mọi người đã đốt rồi. Cái nào khô mọi người đốt. Mày, vậy cô đi nhá. Tiết bê xì con nha. Tôm mà tì cũng ao là cũng phu bà cũng bê xì á. Ai can nào mua được. Xì. Á, yếu. Ta bình. Ui giời, chị này chị đi đã chặt cho bó mía này các bạn. Chị ở vác lên trên cho mình ấy. Ở bên trên kia thì bên trên kia thì cũng có một số nhà cũng như của bác trưởng bản này cũng có ruộng ở bên trên. Anh em mình qua nói mọi người cứ cuốc sớm tranh thủ khai hoang đi, hôm sau anh em mình tất cả mở nông trại đây, như cũng như diện tích đất ở bên trên này cá nhân của ai có anh em mình sẽ giúp hạt giống cây giống để cho mọi người trồng đây này. Ấy ta bông ta la bà ấy mọi người, từ hôm qua ăn cơm trưa xong là tiếp tục cuốc đất cuốc cỏ. Ui giời, bon dia. Đây. Đấy, bênh ra bà. Xem. Áo là con bê xì không phá răng, à không phu bà. Đấy, mọi người cuốc hết cái gốc quả này các bạn. Thì như hôm qua mình cũng nói đấy. Thì nói chung là trong quá trình khai hoang thì phải cuốc hết cái gốc cái quả này ra. Không là hôm sau nó mọng lên này. Đốt nó cháy rồi, nó dần còn dễ này. Ấy tia nó tu đủ á mày. Xem, cặp pin tia nó tu đủ. Xem. Đấy, cuốc. Đất thì nhìn tơi lắm, nhìn màu mỡ lắm. Mình thì chưa trồng luôn, nhưng mà không biết thế nào những cái đất này anh em mình nhìn thấy rất màu mỡ luôn này. Nó không phải đỏ mà không phải đen, nó chỉ kiểu đất pha cát, đất bến, đất bãi của Việt Nam mình đấy. Các ông, các bác đây, cuốc hết thì chia nhau rồi. Chia nhau là làm hết. Ta bình. Nó khó, nó mọng nhiều lắm ạ. Ở kia sẽ gặp mai nhanh xin mà. Bênh ra đàn này. Ấy, hy vọng là ở đây mở được cái nông trại sau này sẽ trồng trọt, hỗ trợ giúp được bản trong bản Nimbon Tuệ này, bà con có thêm nhiều lương thực đều lắm. Hạnh quốc bênh ra bà. Đấy. Bà con này cuốc hết lấy gốc cây cỏ, nói chung là mọi người chia nhau đó. Anh em mình sắp xếp mình hai hôm nay là cũng đưa Mateo đi cùng, cũng như sau là sắp xếp là bảo một nông trại, Mateo một nông trại cùng như mọi người làm việc đấy các bạn. Ô mày ơi,
khỏe lắm, khí thế lắm. Kiên già thì bóp vai lãnh khi mà xem đã. Kiên già vai khóc cái gì ông, làm gì đâu mà khóc anh. Rộng lắm các bạn, đất mênh mông luôn, mới hiện tại mới cuốc ở bên mới đến đây rồi. Aki thì bôi á, ta bên cá bạc tu đủ xe cả lanh chi mà đúng không? Xin xin nào mai mua mình tạm mai mua mình tạm mai anh ấy mua từ bịch kèn rồi. Đang nói các bạn là cuốc hết lên tận trên kìa, trên dãy cây ở trên kia luôn, chỗ các em nhỏ đang ngồi chơi kìa. Đây đất bên trên này này các bạn, hiện tại chỗ này đây mọi người, như hôm trước anh em mình cũng quay đến này, mọi người máng nước ở trên thì mọi người không cải tạo, không trồng trọt gì được. Đất ở bên trên này để cuốc hết, chỗ khu này là cuốc hết. Ai ghi ta bình tiết tu đủ vậy xì ai số đây là capi nụ đà ao ca vào tu đủ để bôi bao nụ ta ra xi men thì mìn nỉu cái bàn đáy cái tu đủ cả cái bãi này mênh mông luôn, tận mãi trên kia mà không ai cải tạo cũng, như không ai làm được. Các em nhỏ đang ngồi trên cây chơi đấy, để mọi người khai hoang hết. Hiện tại hai ngày, sau hai ngày thì thấy bà con cũng tích cực lắm, làm được tương đối nhiều rồi, cuốc cải tạo cuốc quả tương đối nhiều rồi. Bà con à, cuốc quả cũng được tương đối nhiều, nói chung là mọi người chia nhau ra các bạn. Thì bán trong này dân số người cũng không có nhiều đây. Đây này, mọi người còn đang cuốc ở bên dưới này nữa này, ui à. Akuno, nong chang ga. Ê, ui rồi, ai ơi, cái quả này này, cái quả này nó đâm nhọn lắm các bạn. Đây, cái quả này nó đâm vào quần này, đau lắm. Đấy, bà con cuốc từ dưới cuốc lên này. Ta bay, anh nong chang ga. Đấy, từ tận khe suối luôn này. Đây này, dưới suối này là con nước này. Đây. Dưới suối này các bạn. Đấy, ở bên trên kia nó níp hết rồi đây này. Đây là hiện tại nước này. Đấy, có ở trên kia nó chảy, khe rãnh nó chảy dưới này. Phí không? Nhiều chỗ thì không có nước, nhiều chỗ thì có nước. Đấy, bà con cứ chia nhau đi cuốc như thế. Ta bay, các bạn mút từ bay. Không sao, anh em mình trồng hết. Trồng ngô, trồng khoai, trồng sắn hết để cho mọi người khai hoang. Vì hỗ trợ lương thực đấy, hỗ trợ lương thực mọi người bữa ăn trưa đấy. Nên là cũng như bà con thì cũng đã nhìn thấy thành quả rồi. Năm ngoái thì mới chia ngô rồi, nhưng năm nay thì vừa rồi mới chia khoai đấy các bạn. Mặc dù là nó có ít nên anh em mình cũng nói mọi người rồi, vì là ba bản chung ở nông trại thế nên là không có nhiều để chia mọi người. Thì bây giờ mọi người mở mới thì sau này trồng thì mỗi bản riêng, bản nào của bản nào là chia cho bản đấy. Như chẳng hạn trong nông trại bên kia là còn những cây gì ngày xưa ở bản Ninh Môn Tuệ đây, cùng những bản Nong Go Nồ với bản Go Nồ là trồng, thì sau này có thành quả là chia đều. Còn những cái gì mới trồng là chẳng hạn bản Ninh Môn Tuệ trồng bên ngoài này, nông trại bên ngoài này, cũng như cây giống ở là một vừa cây giống vừa nương thực luôn ở bên ngoài này, còn ở bản hai bản bên trong kia thì anh em mình trồng mới thì sau này nữa có mọi người, thì như thế thì sẽ chia được nhiều hơn. Một vườn chuối này. Ok, tia là cái thằng này giáp với đủ gran. Ui, ai kia ăn sẵn thế bà, lanh chi mà. Phi nụ cây. Thế này nó đã xài. Mút thu sơn này, ui giời ơi, em bé nằm này. Mút thu sơn này. Ui giời, nằm trời nắng cái này. Nên bà này vay lanh chi mà. Nó đã xài xe đá gì. Nó đã xài đồ mưu gì. Ui giời bé tí. Mọi người đi làm đấy các bạn, đi làm là bế cả em nhỏ đi anh. Vì à, vì như thế này anh em mình làm cái lán ở trên để cho các em nhỏ, những mấy người già nằm ngủ. Ui giời. Ê ta bình, bao nụ ta bình. Bao nụ ta bình. Ê bao nụ. Ê bao nụ. Ê cái Mateo. Mateo.
Gabi. Ok. Bà con này các bạn. Đấy, mọi người đi làm này. À. Đấy, em này em cầm cái mũ đi. Có ai là ai đi làm là điểm danh bé một que. Thả vào đây. Đấy, thằng tí nhìn đếm là có bao người là biết ngay. Cả từ hôm qua này mọi người làm tích cực lắm. Đấy, đường mênh mông rồi, mênh mông từ đầu kia về đây rồi. Mênh mông từ đầu kia về đây rồi. Rộng lắm. Bên dưới này có nước này. Bên dưới này mà giờ làm xong là trồng ngô được luôn, ngon luôn này. Có nước luôn này. Ô Matteo. No, Matteo đất xa anh đi tao bằng. Matteo bắt xa, phát nà lên này. Đếm đi, đếm đi tao bằng. Giáp đi đủ. À, xuống tận dưới này luôn này. Thế. Thế. Để Matteo, Matteo đi nói với người sắp xếp, mọi người chia đều đó. Được rồi. Nãy như thế nên là mình phải đưa mấy hôm nay là vào đây là mình rồi. Đưa Matteo đi cùng cũng như Matteo đi đồng hành cùng với mình nhiều rồi. Lâu năm rồi cũng như biết cách thức làm việc của anh em mình rồi. Thì Matteo sau sẽ đảm nhiệm từng cỡ anh em mình sẽ sắp xếp chia được. Như bảo một nông trại, Matteo một nông trại có thể thay đổi nhau. Cái gì mà khó thì sẽ là bảo xong là dễ hơn tí nữa thì anh em mình sẽ giao cho Matteo. Thì để các em sắp xếp. Hiện tại các anh em công việc rất là nhiều các bạn. Đấy. Từ hôm qua này này. Hôm nay là hiện tại mới hơn một ngày nên mà bà con đã khai hoang này, tích cực lắm. Cơm đùi gà vào xong là ăn đi cuốc cỏ này, cuốc nhanh lắm, mênh mông luôn. Các anh thanh niên với các bác đàn ông là anh em mình sắp xếp mọi người là đi làm nhà làm nán. Cấp tốc làm nán luôn. Để chú lắng chú mưa. Sau quả này khô là thu quả khô cũng như đi san hết. San hết những cái này thành một cái bãi rộng luôn. Không chia ô chia thửa luôn để trồng. Ở đây đất này nó xoài xoài. Ở trên kia có một số nhà cũng đang cuốc rồi. Anh em mình hôm qua cũng nói các bác rồi. Hiện tại ưu tiên những nhà nào mà có đất ở gần đây để mọi người cũng khai hoang. Khai hoang sau anh em mình lốt công tặng mọi người hạt giống luôn. Ui sai, bé xì à, cuia. Tá bem? Precisamos pequeno. Sim, pequeno. Meta đôi. Cá đã bé sổ đôi bé xì. Cá không mua được cá to, hôm nay mua cá nhỏ các bạn. Nhưng ăn cá được nhiều hơn đùi gà. Đấy. Nên là cá nhỏ này thì người hai con. Cá to thì một người một con. Ui sai, đấy các bác đây ngồi dạng lang là cậy cá này. Tá bom. Muito bom, ó. Outro vai contar capi, outro vai fazer jango. Đấy, trong bản này ít đàn ông lắm các bạn. Người dân đàn ông huy động hết này. Ít lắm. Đôi đi gen thì rất tạo ra bao công bao nụ mũi được tem một. Rất xe bị tạo ra công một tạo ra bao ao tạo ra phát gen đàn ông ấy. Giáp ấy ơn này. À, ta khi ta bình. Ao là bố xe công đền này. Tạo ra gì? Phát gen đàn gì? Nếu xe gồ nổ mai. Hả? Để bố mô mân tả mai. Rồi mở. Phía kia kì. Tôi đủ vay mang đang đi vào van à, van là bên anh chị mà, áo là bắt sai đi vào tôi đủ van à, có một phát gian đàn logo nữa, tao vào ra cô một áo là ghi tại y hoàn này, ta bình bắt sai hay đi vào van à, ok nha bạn, đây hai anh tổ trưởng tổ nhóm hiện ở trong nông trại bên trong giờ thì đồng hành anh em mình cũng khá lâu rồi, cũng như mở làm nông trại trong rồi thì các anh cũng biết cách thức ở anh em mình làm việc rồi, hiện tại bây giờ mở nông trại ở đây ở bán này thì anh em mình gọi các anh về đây để các anh trực tiếp làm ở đây. Đồng hành cùng anh em mình vì các anh cũng biết là cách thức làm việc rồi cũng biết một chút về làm nông nghiệp rồi cũng như làm nông trại rồi bây giờ là đưa anh về đây còn nông trại trong đấy chỉ để mấy bác tổ trưởng tổ nhóm ở các bản bên trong đấy thôi còn bán ngoài bên đây thì hiện tại bây giờ thì khai hoang anh em mình chưa tuyển hôm sau sẽ tuyển lại một số các bác tổ trưởng tổ nhóm nữa thì sắp xếp như vậy thì làm mới hiệu quả được cũng như kiểu các anh ấy thúc giục người dân làm việc cũng như các anh ấy sẽ biết hơn người dân vì các anh ấy làm cùng anh em nhiều hơn biết hơn người dân thì như thế thì mới hiệu quả được trong cái công việc giúp người dân được các bạn. Thì hôm sau thì mình tuyển chọn thì mình lại tiếp mở thêm nông trại thì tiếp tục mở tuyển thêm các tổ trưởng đội nhóm thì các bác tổ trưởng đội nhóm thì anh em mình tuyển anh em mình sẽ trả lương mọi người cũng như hỗ trợ lương thực để cho mọi người đồng hành với anh em mình phát triển nông trại đấy các bạn. Chứ còn bà con người dân thì hôm nào làm việc thì mới huy động người dân thôi. Còn các bác tổ trưởng thì nhóm nào trọng trách cao hơn cũng như ở ngoài nông trại này 24/24 luôn. Khi có lương thực thì sẽ phải ở trong đêm, ở đêm ở đây. Còn khi chưa có gì thì có thể mọi người ở ban ngày các bạn. Đấy, thì anh em mình sẽ sắp xếp mọi người. Thì mình sẽ đưa bây giờ mình sẽ đưa flycam lên để mình quay một vòng
nông trại trong tương lai để các bạn thấy cận cảnh nhé các bạn. Sô ni mà capi anh bay xử. Ok nha bạn nhỉ. Như là vừa rồi thì anh em mình cũng đã bay phai cam lên để các bạn thấy cận cảnh nông trại trong tương lai rồi. Cái khu đất rất là rộng rồi. Hiện tại như bây giờ thì nhìn thấy chưa thấy đâu. Nhưng mà cả bên trên nữa anh em mình đang nói mọi người để khai hoang đây chỗ thật rộng nha bạn, thì để sau này trồng lương thực cũng như cây giống thì phát triển giúp cá nhân bản Ni Môn Tuề đây nha các bạn, vì bản này rất vùng sâu vùng xa. Nhưng các video trước anh em mình cũng nói rồi, thì đây là bây giờ các cô các chị đang nằm cá để sốt cà chua chưa ăn với bột ngô đấy. Mọi người đang đi chặt cỏ rồi, chặt cỏ về lập cái làm cái nán đấy, gọi là chú nắng chú mưa đấy. Aki Mandani mà tu đủ rất là bênh môn đi tù đang nói các bác trưởng bản thì sắp xếp các bác một chút, cũng như mình sẽ để Mateo ở đây cùng với mọi người làm việc. Anh em mình bây giờ là chạy mỗi nơi một chút các bạn. Mình thì đi chạy mỗi nơi một chút, cũng như sau đây là mình sẽ sang bên quay trở lại nông trại phía ba bản bên trong đi. Để Bảo đang ở đấy rồi, Bảo mấy hôm nay thì khỏi ốm rồi. Bảo đang cùng mọi người làm việc ở bên trong đấy. À cái van à cái nim bảng. Số bảng. Phần này phết sao bạn anh xin mà nim mà bênh tu đủ cái van à. Xin. Quan đủ cái phát gian là nim mà tu đủ van là nim mà bênh. Có nguồn nước rồi thì anh em mình như trước mình nói đấy. Có nguồn nước nó chảy lâm râm thì dọn sạch là nó sẽ ăn nước chảy nhiều nữa. Bố xe, bác gì? Bố xe phải lãnh chim mà phết xa à? Nụ van à, đúng không? Phết xa nụ van à? Đi bố nìm bà tu đuổi cái van à? Đi rết tù. Nãy bác xùn nìm bà quan đuổi cái van à ta bình, nìm bà bình. Đấy, ta bình. Nìm bà tu đuổi. Đây, nguồn nước này các bạn. Đây, nguồn nước này nó đã về đây. Đây, nguồn nước này. Đấy, mọi người dọn sạch sẽ là nước nó chảy về thôi. Đấy, bà quan cứ trong cái quá trình cuốc đây thôi, cũng như cái rễ cỏ này cũng như cuốc mọi người cuốc agi arumatu đủ không? Không, đất sạt đen từ đủ đèn mora mutu vũ thiên tiên là mít ta phò này, đất sạt giáp bị đủ, agi đất sạt đen từ đủ agi nam là agi đèn mora mutu, quan đồ aru otu kava otu aruma tiên là phò này, hả? Ta bình để trong cái vườn, trong cái mảnh đất mới khai hoang nó lâu lắm, lâu khô lắm các bạn, để mọi người vơ ra ngoài này, ở ngoài này đất chưa trồng trọt gì, để mọi người vơ ra ngoài cũng được. Đấy. Bà con cứ cuốc thôi, nói chung là quá trình khai hoang cũng như cuốc anh em mình cứ để vậy thôi, để mọi người làm việc thôi, cũng như Mateo ở đây sẽ sắp xếp các bác đấy, các bác ấy làm, cũng như tí mọi người nên ăn trưa xong, anh em mình bây giờ này phải vào trong nông trại phía bên trong này. Lê bà ghi bè bè nay vay nay khi mà giang hồ sen ta hả tu đủ vay nay khi mà sen ta để bôi con mẹ bớt xì công phá đăng ngủ à công phu bà hả vay nay khi mà sen ta đấy các em nhỏ nói các em lên trên đi ngồi chơi xơi nước tí ăn cơm. À Mateo ơi
Matteo, você fica aqui trabalhar com Dani. Depois vamos voltar, ah, voltar, vou cair, ah, fica aqui, ah, fala boa o trabalho, ah, trabalha bem, depois acabou aqui vai na cima, ah, debri trabalha, aí deixa Matteo ở đây nè, làm cùng với mọi người, tí nên là sắp xếp, quando aqui come da pronto vai chamar vai tudo vai comer bem, ah. Quando come acabou vai trabalhar. Bảo Matteo khi nào đồ ăn chín thì nói mọi người nên tập trung ăn uống rồi. Ê, bè bè đi vào ven anh xin mà ăn uống gì rồi làm việc tiếp. Đây bà con, mọi người các anh đang đi cắt cỏ các bạn, cái cỏ này để nậm nậm nhà đấy. Đây này, cắt cỏ bằng dao luôn. Không tranh thủ trời, tranh thủ nậm luôn đấy, không mà vài bữa nữa nó héo đâu nó. Đốt ở trên này nó bén xuống dưới đấy, là cháy là không có quả nậm, nậm nhà đâu. Mùa mưa rồi cái quả nó không có nha các bạn, chỉ có mùa khô thôi. Đây, đấy, mọi người cắt đi, mọi người nậm cái quả này. Cắt quả, chặt quả nên nậm. Bên capi ấy. Để thu gom cái quả này. Nên nậm nhà các bạn, nên nậm nhà chú nắng chú mưa đấy. Bây giờ như hôm qua mình đã nói, video hôm qua mình nói, các bác rồi, cấp tốc làm nó nhanh chứ không thời gian dài, không thời gian nhiều nữa, vì mùa mưa cũng chuẩn bị tới rồi, mùa mưa xuống là khó làm đó. Mùa mưa tới thì phát triển theo hộ gia đình, những ngày mùa khô nắng là mọi người đang rảnh này thì là phát triển tập thể cũng như tập trung, làm tập trung. Bây giờ ngày mùa mưa xuống là ruộng nhà ấy có ruộng mà, nhà ấy đi khai hoang. Mọi người đi khai hoa, mọi người đi làm việc, việc riêng đấy. Vâng, anh xin mời xem nào. Phát ra giang ngủ tập anh giáp đi đủ hả? Nóng giang à, nóng giang à? Hả? Đá bây. Thế nóng chàng gà, nóng chàng gà là nhanh lên đi các bạn. Theo tiếng theo tiếng của địa phương. Nóng chàng gà tiếp bùa ghi giáp bì đù á. Để mọi người làm cho xong. Tất cả những cây này các bạn thấy nó mọc dại ở rừng mà, mọi người cắt, mọi người chặt vào, xong là tước cái vỏ nó làm dây buộc. Anh em mình cũng không phải mua cái gì, không phải mua vật tư gì. Tận cái này là quá thử tự nhiên để mọi người làm việc. À, Soba fica aqui com o fana um bobo. Bao nó có tập muito rápido. Depois vai cô tê vai anh bài số. Hả? Nhưng mà bênh cái capi. Bao nó agora tem muito cubado. Bao nó vai outro bairro. Hả? Tudo bem, trabalha. Amanhã bao nó volta, trabalha com comida. Hả? Tá bem. Sim. Thì ok nha bạn, anh em mình đã dặn các bác trưởng bán rồi. Bây giờ mình đi mỗi nơi một chút, cũng như sang tí để sang ở lông trại bên phía mấy bản bên trong thì cũng như hỗ trợ lương thực mọi người ăn ấy. Trong quá trình, trong như thời điểm này thì anh em mình cứ sắp xếp anh em trong nhóm ra để đi mỗi nơi một chút, chia nhau ra để đi hỗ trợ giúp đỡ người dân các bạn, vì mùa mưa chuẩn bị tới rồi nha các bạn. Thì bây giờ anh em mình cứ để các bác làm việc cũng như tí sẽ chín đồ ăn thì sẽ lên ăn trưa nha các bạn. Thì một lần nữa anh em mình xin cảm ơn Tem 2D, công ty nội thất Lem, thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đến toàn bộ người dân bữa ăn trưa này nha các bạn. Thì bây giờ anh em mình đi mỗi nơi một chút nha các bạn. Thì video này anh em mình xin phép được dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video ý nghĩa, cho anh em xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Đông Ba Nủ Về Nóc Cuộc Sống Tại Châu Phi để ủng hộ anh em mình có thêm nhiều động lực cho anh em hay, cũng giúp đỡ nhiều người khó trên núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn, tudo bom, fala, chào các bạn. Đây ơi, để mọi người nấu ăn đây các bạn. Đây các cô các chị nấu ăn. Ta bầu cốt tà đây này, cái dây này các bạn. Đấy, cái dây này nó chắc lắm. Mọi người cứ đẽo cái thân ra thì làm cái nhà, còn cái dây này làm dây buộc. Có mua thủ bầu không? Dây nó chắc lắm. Anh đâu đã? Anh đâu đã? Thương này, thương được, cầm dao cắt làm gì? Nó ra bị đủ. Nào, anh mua thử ra bị đủ nào. Anh thương được mà. Anh cầm dao cắt làm gì? Nào mẹ, cốt ta, nào mẹ, ai gì, xin cốt ta, ai gì.
Nói mấy? Cô già bê đồ. Cô già cô ta, cô ta, cô ta. Đem bó ra mùi đồ. Ôi xì, chán anh. Ê. Ê, non trăng gà. Đấy, các bác đi đội quả về này các bạn. Đây, cắt quả về, nập quả. Ui xà. Nhà này vừa đẹp rồi. Để bố biết ta cà bi xe gà kia. Xe gà phò đấy. Xe gà kia. Sẽ cắp đi xe gái để bố xu vào anh ấy nấu em ra đây. Để ăn được ta bánh, tại bên ăn bánh nấu em. Bánh bún đi tù.